Sở đồ gỗ gia gỗ Phạm gia xin kính chào quý vị cùng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với kênh video giới thiệu sản phẩm của Sở đồ gỗ gia gỗ Phạm gia. Hôm nay bên đồ gỗ Phạm gia mới hoàn thiện xong 4 bộ bàn ghế mẫu Âu Á chương cuốn thư này, chương cá chép và chương voi. Sản phẩm này xưởng em làm là từ chất liệu là gỗ hương đá nhập khẩu 100% là gỗ tự nhiên, hàng tiêu dùng, chọn gỗ lựa vân. Hàng dày dặn chắc chắn, nó khác hẳn so với những hàng phổ thông, hàng chợ trên thị trường. Và trong video này em mới muốn giới thiệu qua đến các bác, các anh, các chị cùng toàn thể mọi người những mẫu bàn ghế phòng khách kiểu Âu Á đơn giản và sang trọng, đặc biệt là được làm từ gỗ tự nhiên, một loại gỗ quý đó là gỗ hương đá, thì nó sẽ toát lên một cái vẻ đẹp sang trọng hơn và giá trị về gỗ, dùng về lâu về dài nó sẽ có giá trị đó. Như trên màn hình quý vị đang thấy đây là vân gỗ hương đá tự nhiên nhé. Đây là dạng là vân loang đấy. Và mẫu ghế này là Âu Á chương cuốn chương voi đây ạ. Đây là chương voi, gọi là mẫu Âu Á này là chương voi đây ạ. Chương voi vách thì là vách đục tứ quý, bộ 6 món bao gồm hai ghế đơn, một bàn lớn, một đôn đầu bàn đây ạ. Đây là một đôn đầu bàn này, một bàn lớn và một chiếc ghế dài và một đôn ngồi đấy, một bộ 6 món là như vậy. Và toàn bộ những cái sản phẩm trên màn hình quý vị đang thấy đây là 4 bộ thì đều được làm theo thông số là hàng tiêu dùng, hàng dày dặn, hàng liền. Thứ nhất là hàng dày, thứ hai là hàng liền, không hề chấp ghép đó. Đây, hàng liền này, đầu tiên là ví dụ như là mẫu chương voi. Chương voi thì bình thường hàng chợ nó sẽ chấp ở đây, cắt ở đoạn này là sẽ có một vết lối để lối cái vòi voi này. Còn cái hàng liền thì toàn bộ cái này là một khối, đấy là hàng liền. Cái thứ hai nữa là về phần cột, cái liền tiếp theo đó là phần cột. Cột này thì xưởng em làm liền hết, cái móng này đều làm liền này, không hề ghép đó. Nếu khi làm hàng liền như này thì đảm bảo tất cả cái cột ở giữa này, đây hai cái cột ở giữa này đều là hàng cột liền hết, nó không phải là hàng chấp ghép, hàng ốp hay hàng ghép đó. Nếu các bác đi xem hàng chợ, hàng mỏng thì hai cái cột đấy em dám khẳng định với quý vị là chắc chắn là hàng ghép và ốp. Và để kiểm tra được hàng ghép và ốp thì quý vị có thể nhìn vân của mặt đằng trước, vân mặt đằng trước của cột và vân của mặt đằng sau của cột, quý vị có thể kiểm tra được luôn. Và một điều đặc biệt của hàng tiêu dùng nữa, khác biệt nữa, đó là cái phần vách này. Cái vách tựa lưng này thì xưởng em làm dày là 2 phân. Đấy, vách đục nhá, đây là mình có đục bằng máy thôi. Đấy, toàn bộ là dày bằng 2 phân, ván dày 2 phân, vách dày 2 phân. Kể cả lách cạnh này cũng dày 2 phân này. Và ván mặt ngồi, ván mặt ngồi cũng là ván dày 2 phân. Và đi kèm với nó là khung tranh sẽ dày 4 phân. Đây, toàn bộ các phần khung tranh này sẽ dày 4 phân. Dày 4 phân thì dày dặn hơn rất là nhiều so với những hàng chợ. Và đặc biệt hơn nữa đó là cái riêng cái phần bàn. Phần bàn thì hàng tiêu dùng thì bên đồ gỗ Phạm gia là làm bàn là bàn khung, có thêm cả khung lon này nhá. Đây, tất cả các phần khung này và bàn có ngăn kéo rất là đẹp. Và tại sao lại có cái phần khung này thì quý vị có để ý không, là khi nếu một cái bàn có thêm cái khung làm khung lon này, nhìn cái dáng bàn nó đẹp hơn rồi. Và đặc biệt là từ mặt bàn và mặt ghế nó sẽ cao hơn nhau tối thiểu là 15 phân, 10 đến 15 phân. Nên khi quý vị ngồi là quý vị để che thuốc nó sẽ thoải cao hơn, nó không bị trùng tay xuống, tay nó không bị trùng xuống đó, ngồi nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đấy. Và có một điểm nữa đó là cái phần cổ này, đây là phần cổ này. Bình thường thì hàng chợ sẽ làm để trơn, nhưng với hàng tiêu dùng hàng dày thì khuôn tranh dày và cổ này xưởng em cũng làm cao hơn, dày hơn và sẽ đục một lượt chỉ, gọi là đục triện này, đục triện chạy xung quanh này đó. Đi kết hợp với yếm, yếm ghế là dày là 3 phân. Đấy, toàn bộ yếm ghế dày 3 phân nhé. Yếm tứ diện đều dày 3 phân. Đó, để quý vị tham khảo. Đấy là những cái sự khác biệt. Còn tiếp theo em xin giới thiệu đến mọi người đang xem video là cái mẫu ghế chương cá chép. Vừa rồi là mẫu chương voi. Chương voi và chương cá thì nó gần giống nhau, nhưng khi cận cảnh chi tiết quý vị có thể thấy không? Đấy, đây là hình ảnh của chương cá chép vượt vũ môn. Cá chép vượt vũ môn này đấy. Và vách ghế thì tất cái mẫu này là xưởng em
đục tích tứ quý, bởi vì trương ghế đục thì vách ghế cũng phải đục để nó kết hợp, nó đồng bộ hơn. Đó. Và đây hiện tại sản phẩm chỉ để là trạng thái mộc thôi nhé quý vị. Chưa phải là hàng hoàn thiện, đây chỉ là mộc thôi. Mà gỗ đã tương đối là đồng đều rồi. Còn đó, để thấy không? Và mặt bàn, đây là mặt bàn. Mặt bàn thì những cái bộ bàn ghế đục thì thường em đều đục mặt bàn là... Đây là mặt bàn đục thuận buồm xuôi gió. Và ngoài cái mẫu tranh phong thủy là thuận buồm xuôi gió ra thì đồ gỗ Phạm Gia có rất nhiều mẫu tranh khác, ví dụ như là tứ linh, sơn thủy, tranh đồng quê, tranh vinh quy bái tổ, có rất nhiều mẫu tranh để quý vị có thể lựa chọn. Thì đục lên trên mặt bàn như này, mặt bàn thì ván dày 2 phân, ván liền tấm, không chấp ghép. Đó. Để quý vị tham khảo. Và đây, đây là hai chiếc ghế đơn của bộ Âu Á trương cá chép nhá. Đây. Đó. Nếu bác nào mà thích cái kiểu trương ghế như này thì có thể đến trực tiếp cơ sở để tham khảo. Đó. Đây là em quay cận cảnh chi tiết hàng mộc để mọi người tham khảo nhé. Về thông số kỹ thuật thì tất cả các cái mẫu ghế này đều giống nhau hết. Đều là khung tranh dày 4 phân, ván dày 2 phân, chân 10, cột 10, dày 7 và trương liền, cột liền, ván dày 2 phân, khung dày 4. Đó. Và tiếp theo là em xin giới thiệu đến quý vị là hai bộ Âu Á trương cuốn thư vách trơn. Cái sản phẩm vách trơn này thì được rất nhiều gia đình lựa chọn. Bởi vì thứ nhất là về tính vệ sinh là rất là dễ vệ sinh, dễ lau chùi sạch sẽ, ít bụi bẩn bám vào. Đấy. Và trương cuốn thư, trương ghế thì trương cuốn thư này. Đấy, quý vị thấy không? Đây là trương cuốn này, đây là trương liền. Đấy, vách thì là vách trơn, dễ vệ sinh, dễ lau chùi, cực kỳ là đẹp với cái vân gỗ này. Đấy, quý vị có thấy không? Đây là cái vân gỗ tự nhiên nhé, 100% là gỗ tự nhiên này. Đó. Là gỗ tự nhiên này. Đây là cái vách thứ hai. Hiện tại mới để trạng thái mộc thôi, nhưng vân gỗ đẹp như tranh vẽ luôn. Đó. Đấy. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Đây là ván mặt bàn này. Đây, quý vị có thấy không? Cái ván mặt bàn nó đẹp quyết sầu luôn. Đó. Đấy. Vừa nãy là bên em có tưới nước lên để lổi vân cho nhìn nó thật hơn. Giống như khi mình sơn bóng lên thì là sẽ sơn để trần màu gỗ tự nhiên. Đấy. Đây là bây giờ nó đang khô dần. Đây là cái chiếc ghế dài nhé. Quý vị có thấy cái vân gỗ đẹp không? Cá nhân em thì nhìn gỗ tự nhiên mà cứ có nhiều vân là đẹp. Thì chơi gỗ tự nhiên là chơi vân mà. Ngoài về giá trị gỗ ra thì có một cái điều nữa đáng lưu ý, đó là gỗ tự nhiên là phải có vân. Gỗ gì thì gỗ phải có vân thì mới đẹp. Đó, tham khảo. Đấy. Còn toàn bộ thông số kích thước thì đều là hàng dày dặn, hàng tiêu dùng. Quý vị có tham khảo thêm trực tiếp trên website là xưởngđogogiagoc.com. Và toàn bộ những cái bàn này thì xưởng em đều làm khung lon hết nhá. Đây. Quý vị có thấy không? Toàn bộ bàn em làm khung lon hết này. Đấy. Rất là đẹp. Và đây là bộ thứ hai. Đây là một bộ cuốn thư Âu Á trương cuốn thư vách trơn, cũng là một bộ siêu vân luôn, phải gọi là cái hàng này là hàng tuyển chọn. Để làm được những bộ vách trơn như này thì bên đồ gỗ Phạm Gia phải mất rất nhiều công sức để lựa ra những cái cục gỗ, những cái tấm ván có vân đẹp thì mới làm được hàng vách trơn. Ở vách trơn này là cái tự nhiên mộc mạc nhất. Trong giới đồ gỗ thì hàng vách trơn là hàng khó làm và khó kiếm gỗ nhất, nên giá của những hàng vách trơn này cũng là được đánh giá là cao nhất. Đấy, từ tấm mặt ngồi nhá. Đấy, quý vị có thấy không? Đây mới chỉ là hàng mộc thôi, chưa hề cạo lạo trà đu đánh dây dép. Đây, thế nào là cạo lạo thì tiện thể là em giới thiệu cho quý vị luôn. Đây là một nghệ nhân chuyên cạo lạo lền này. Đấy, lền nó phẳng ly luôn. Để cạo lạo này mất rất nhiều công sức và toàn bộ làm bằng thủ công nhá, không thể làm bằng máy được cái khâu này. Cạo lên này. Đó, quý vị tham khảo những cái hàng kỹ thì bên em đều phải cạo lạo lên hết, hàng tiêu dùng. Đó. Quay trở lại với cái bộ bàn ghế Âu Á vách trơn này.
Thì đây là bộ cuối cùng trong 4 bộ, thì đây là bộ Âu Á Vách Trơn Trường Cuốn Thư. Đây, đây là hai chiếc ghế đơn này. Các bác xem này. Đó, các bác thấy không? Cái vân gỗ tự nhiên nó đẹp mà. Sản phẩm này thì hiện tại là bên em chưa hoàn thiện, mới sẽ để trạng thái mộc. 4 bộ. Và ngoài cái mẫu bàn ghế Âu Á này ra thì đồ gỗ Phạm Gia còn rất nhiều mẫu bàn ghế khác, hàng cao cấp, hàng tiêu dùng. Quý vị có thể xem thêm trực tiếp trên website là xưởngđồgỗgiagoc.com hoặc một địa chỉ nữa đó là đồgỗphạmgia.com. Đấy, hai địa chỉ website để quý vị xem trực tiếp tại nhà mình mà không cần phải đi đâu xa. Có thể xem tại nhà. Đấy, thông qua một chiếc điện thoại có thể xem được rất nhiều mẫu mã sản phẩm đẹp được làm từ gỗ tự nhiên. Và giá của những cái sản phẩm này thì đều được xưởng cập nhật trên website là đồgỗphạmgia.com và xưởngđồgỗgiagoc.com. Nên là bác nào quan tâm có thể cập nhật giá thường xuyên trên hai địa chỉ website đó. Đó. Bởi vì giá sản phẩm sẽ phụ thuộc vào giá gỗ của từng thời điểm và tùy thuộc vào thông số kỹ thuật và kích thước cũng như yêu cầu làm hàng chất lượng như thế nào. Đó, để quý vị tham khảo đấy nhá. Đó. Tổng thể đây là 4 bộ này. Đấy. Và xưởng cũng rất mong là nhận được cái ý kiến đóng góp của quý vị khách hàng ở trên mọi miền Tổ quốc khi tham khảo những cái sản phẩm của xưởng đồ gỗ Giá Gốc trên video cũng như trên website. Ở trong phần bình luận, phần comment, xưởng xin cảm ơn mọi người đang xem video của xưởng. Và xưởng cũng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn.